Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là 26 tháng 10 năm 2024. Hôm nay thì em đang có mặt tại ghẽ Thượng Phú Xuyên để bàn giao cho khách hàng cái hệ thống năng lượng mặt trời 34,8 kW. Hệ thống này thì sử dụng máy biến tần hybrid 20 kW 3 pha áp thấp 48V, sử dụng 60 tấm pin Longi 580W tràn viền chống bám bụi mới nhất 2024 này. Cái này thì bên em là sẽ có lắp ở trên mái tôn là 45 tấm nhé. Còn đâu là bắt trên khung giàn 15 tấm là tổng 60 tấm này. Hệ thống này sẽ cho công suất tối đa là 210 số điện một ngày. Với những ngày nắng tốt sẽ ra được chạy full tải là sẽ được 210 số điện. Còn bình thường như này sẽ là 150 tới 200 số điện một ngày. Về mùa này thì nắng đang rất là tốt luôn. Đấy, hiện tại thì thời điểm này cũng đang được khoảng 3 kW. Mặc dù là 5 giờ chiều rồi. Đấy. Bắt mái tôn này thì bên em đang bắt là 3 kẹp mọi người nhé. Mỗi một tấm là sẽ đỡ bởi 3 hàng, tức là 6 cái vị trí kẹp. Đấy, còn bên kia là sử dụng kẹp U Elox 304 thì mỗi một tấm sẽ giữ bởi 6 cái kẹp U. Khung giàn này thì bác chủ nhà tự thiết kế nhé. Đấy, thiết kế theo cái hướng dẫn của bên em. Thế còn bên em có nhiệm vụ lắp pin thôi. Trên kia sẽ có pin này. Đấy. Bác chủ nhà cũng đang hoàn thiện. Tải tối đa của bác chủ nhà là khoảng 60 kW. Đấy, còn khi mà chạy full tải là 60 kg. Còn nó cứ tải thiêu thiêu thì nó khoảng tầm 20 kg đổ lại nhé. Khi bật hết các máy móc lên, tại vì là xưởng mà, nên ra là nó sẽ rất nhiều các cái thiết bị 3 pha tốn điện. Các cái máy sấy, máy hút chân không á, nó tốn điện. Đây, bác chủ nhà cũng trang bị một hệ thống chống sét kim Liva CX070, dây đồng M70 này, hệ thống để cho an toàn cho các cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho hệ thống biến tần, cho thang máy. Ở bên kia thì sẽ có một cái thang máy 3 pha. Đấy, hệ thống nó như vậy. Bên em đi xuống thì vẫn đi cái ống sun ruột gà lõi thép như này nhá. Đấy, đi vào cái ống kìa. Đấy, bác chủ bảo là đi rồi nhưng mà đi vào cái ống nhựa kìa. Đấy, nó như vậy. Thành ra là nó một hệ thống nó như thế này. Lắp trên mái tôn này thực ra là rất đơn giản, các bác cũng có thể tự thi công ở nhà được. Bên em thì ngày nào cũng có các cái đơn tự thi công, các bác mua vật tư về lắp. Hôm nay thì em có đi Hải Phòng này, sáng nay có Hải Phòng thì có 15 tấm 580, 14 tấm Longi Vsun 450W đi Khoái Châu, Hưng Yên, rồi sử dụng các cái biến tần. Các bác có nhu cầu đặt hàng hoặc lắp đặt tư vấn thì có thể liên hệ bên em số điện thoại là 0987006938 nhé. Bây giờ em sẽ vào quay cái hệ thống đấu nối tủ điện cho các bác xem. Đây, hệ thống sử dụng biến tần Dyer 20 kW 3 pha này. Điện áp tải của các pha đây. Máy vừa mới lắp xong ra nó mới chạy được có vài số điện thôi. Để mặt trời thì bây giờ là tối mất rồi, còn có hơn 1000W này. Giao tiếp lithium, lithium Dyer nhé. Đây, lithium của biến tần Dyer đây. Hai quả pin. Hệ thống sử dụng ATS 250A này. Hệ thống chống bứt pha quá thấp áp 160A. ADAC vào là ADAC 100. Đây là thiết bị bảo vệ chống bứt pha. Đây là áp của thang máy này. ACA cũng là 100. Cắt xét sử dụng là cắt xét 80KA nhé. Đây, mẫu cắt xét là 80KA. Dây thì toàn bộ là dây này là dây 35 này. Dây đầu vào là dây 25, dây tải nhà là dây 35. Dây từ cột vào là dây 25 x 4. Dây tải nhà là dây 35 x 4 này. Đấy, còn cái dây cầu lối này em sử dụng là dây 6AVKG, 8AVKG, 4AVKG, dây là dây 4AVKG. Đấy, còn dây điện mà đấu cho máy biến tần 20kW là sử dụng dây 16 nhé, 16mm. Dây tiếp địa cũng là dây 16 này. Hệ thống, và mỗi cái ATS này là loại công suất lớn là 250A. Đây là thông số của máy Dyer 20kW này. Model là Sun 20K SG05LV3-EU-SM2. Công suất PV đầu vào là 40kW và giải mã là được
32 kW. Còn cái MPPT của nó là 54 cộng 30, 36 cộng 20. Ở đây thì chia làm 4 dàn nhé, mỗi dàn 15 tấm. Bình ắc quy thì sử dụng từ 40 đến 60 và hiện tại đang sử dụng chế độ lithium giao tiếp chính hãng luôn. Dòng xả tối đa của lithium là 350 A cho công suất là 20 kW. Đấy, công suất là 20 kW đây, 4830 W. Max công suất ra tối đa là 4830 W này. Công suất khởi động tối đa là 40.000 W trong vòng 10 giây và công suất hoạt động là 20 kW. Đây là các cái thông số của biến tần. Rồi bác nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên em, số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.